Hello, xin chào mọi người nhé. Và hôm nay là ngày 9 tháng 5, shop xe điện cũng nhập lại tiếp tục về thêm một chiếc xe Jack của Aima. Hôm trước thì shop cũng về một chiếc xe màu như này và bán cho một bác ở trong phía Nam. Và hôm nay thì shop về thêm một chiếc xe cũng biển số Hải Phòng luôn mọi người nhé. Cái xe này thì biển số 54129. Với xe Jack Aima này thì mọi người hoàn toàn yên tâm về chất lượng của xe, độ cứng và độ đẹp của xe này. Đấy, như mình đã nói ở những video trước thì những xe này bán giá rất là cao, toàn 18-19 triệu ngoài Bắc nhé, xe giá mới nhé. Và hôm nay thì shop sẽ giới thiệu cho các bạn cái xe này với giá là 8.200.000 đồng, bao gồm cả phí ship 8.200.000 mọi người nhé, bao gồm cả phí ship. Thì bình của nó là bình Thiên Năng năm 2019. Đấy. Còn nếu mà quý khách mà muốn thay bình mới thì bên shop hỗ trợ một nửa, tức là mọi người cộng thêm 1.500.000 mọi người nhé. Một bộ bình của nó là 3 triệu, thì shop sẽ tính thêm 1.500.000 nữa nếu thay bình mới, và sẽ tặng một sạc mới luôn. Bây giờ mình sẽ review qua một chiếc xe này cho mọi người xem. Với chiếc xe này thì lại đã thay lốp mới tinh nhé, bên shop vừa thay xong. Lốp theo xe thì thấy nó hơi mòn một chút, thế nên mình đã thay. Động cơ con này là 1000W này mọi người thấy không, 60V 1000W Aima đây nhé. Làm xong cũng rất đẹp. Xe này với chiếc xe hôm trước ấy, thì nó gần như nhau, nhưng con xe này thì có một số chi tiết đã bị hỏng. Ví dụ như là cái chip chống trộm nhé. Đấy. Chip trộm này là bên mình đã thay chip khác rồi, chứ không phải chip của Aima. Nhưng còn chìa khóa thì zin nguyên bản. Chìa khóa của Aima đây, tất cả còn nguyên bản nhé, trừ cái chìa khóa. Coi này, coi mình gửi đèn còi xi nhan cho mọi người xem nhé. Đây có xi nhan đầy đủ hết nhé. Đèn và cột. Với dòng xe Jack thì cái bộ đèn nó rất là sáng mọi người nhé, nó dùng 4 đèn bi led rất là sáng luôn. Và thêm nữa là con xe này thì nó bị mất cái nút ở đây. Mất một cái nút ở đây nhưng mà vẫn gạt bình thường, vẫn sử dụng bình thường, không bị vướng gì cả. Đó là có hai chi tiết mà mình đã trừ tiền chiếc xe này đi 300.000. Đó. Và cái thứ ba nữa là cái xi nhan cũng được thay nhé. Đấy, xe này ba chi tiết đã được thay. Đó là xi nhan này, chip này, và cái công tắc đây bị mất cái ở trên thôi, còn ở dưới nó vẫn có nhé. Đấy, vẫn sử dụng được, vẫn còn đèn pha nháy này, đầy đủ chức năng đây nhé. Động cơ thì rất êm rồi. Động cơ với IC zin nguyên bản mọi người nhé, động cơ zin nguyên bản luôn. Đấy. Tám triệu 200.000 đồng mọi người nhé, bao gồm cả phí ship. Xe bây giờ mình báo mình gồm cả phí ship luôn cho mọi người đỡ phải tính toán nhiều. Đấy, tất cả xe này gồm cả phí ship luôn. Con này thì sạc thì cũng là thay sạc mới rồi, chứ không sạc của nó thì cũng đã bị hỏng. Biển số đây, bình thì cũng giống như mình báo là chuẩn nhé, bình Thiên Năng 2019 đây mọi người. Đấy. Tám triệu hai với con này, bằng số lẻ lúc mới mua rồi mọi người, chưa được bằng số lẻ. Xe khá đẹp chắc đây, mình sẽ quay cái giảm xóc này, mình sẽ quay sát cho mọi người luôn nhé. Đó. Giảm xóc thì còn rất là đẹp luôn, nhựa nhé còn lành lặn hết, giảm xóc sáng bóng luôn. Ai mà dập này, tất cả đều còn nguyên bản. Thôi, bây giờ mình sẽ cho nhân viên chạy thử cũng như là thử cái giảm xóc trước và sau cho mọi người quay vuông xung quanh. Xung quanh mọi người dễ quan sát. Đây, bên này
anh chạy thử chiếc này xem nó cảm giác nó có như chiếc hôm trước bán không, thì hãy nói cho các bạn biết giảm sóc này, cảm nhận về giảm sóc của anh thế nào. Giảm sóc này bá phát luôn, nếu mà trong năm còn bá phát thì không biết được. Rồi này, quá êm đúng không? Quá êm. Sau đó. Rồi, em chạy thử đi. Nói chung là giảm sóc cái dòng này thì mọi người không hoàn toàn yên tâm. Cái phớt của nó tốt hẳn luôn so với các dòng xe khác. Ít khi nó bị rỉ nhớt ra lắm. Đó. Xe này đúng là đẳng cấp, anh đứng nguyên này. Quá đẳng cấp luôn. Ok nhé. Thì mọi người mua chiếc xe này thì hãy inbox hoặc là nhắn tin gọi điện trực tiếp cho shop xe điện của Nhập. Giá 8.200.000 đồng bao gồm cả phí ship mọi người nhé. Và bây giờ thì mình xin chào hẹn gặp lại mọi người. Mọi người mua xe hãy cọc trước cho shop 1 triệu. Và sau khi nhận xe thì mọi người giao tiền nốt cho bên Viettel nhé. Bây giờ xin chào mọi người.